Tuần sau bắt đầu xếp lịch đi ra tòa rồi. Mọi người chuẩn bị đến đâu rồi? Vô cùng thuận lợi. Tuy rằng đối phương cũng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng mà chứng cứ vẫn chưa có đầy đủ. Tuy rằng chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng mà có một việc vẫn chưa có làm. Còn mấy ngày nữa bắt đầu phiên tòa. Vì sao đối phương vẫn chưa tìm chúng ta nói chuyện hòa giải? Vì sao? Họ muốn ra tòa. Họ đợi chúng ta chủ động tìm họ hòa giải. Muốn đòi thêm tiền bồi thường. Đều đúng. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua bất cứ một khả năng nào nữa. Cậu đi xem lại tất cả khẩu cung thêm một lần nữa, xem còn nơi nào mâu thuẫn với nhau không. Được, Simon. Cậu đi tìm tất cả vụ án liên quan đến gây mê cho tôi. Không thành vấn đề. Hai người đi tìm hiểu lại quá trình phẫu thuật đã diễn ra như thế nào, xem còn nơi nào chưa thỏa đáng không. Còn nữa, đi quan sát nhất cử nhất động của luật sư bên phía đối phương. Có nơi nào không thỏa đáng báo cho tôi. Vâng. Ngoài ra, đi chuẩn bị tuyên truyền, thông qua các phương tiện truyền thông để cho họ và công chúng biết mỗi ngày bệnh viện đã giúp đỡ biết bao nhiêu người. Còn nữa, thả tin đồn rằng chúng ta đã có được đề xuất của Sedman. Có cần ám chỉ rằng đối phương muốn bắt bệnh viện bồi thường nhiều tiền hơn không? Cố ý tạo tin đồn giả đã ảnh hưởng đến sự công chính của pháp luật, cậu có biết không? Dạ vâng. Trên thế giới này, có những chuyện cho dù làm rồi cũng không nhất thiết phải nói ra đâu. Đồ ngốc. Đặc biệt là trước mặt nhiều người như thế này, sao có thể nói ra những lời như vậy được chứ? Nghe đây. Ngày nào chuyện này còn chưa được giải quyết, thì chúng ta không được phép thả lỏng ngày đó đâu. Simon, hai ngày nữa hẹn bác sĩ Tăng gặp mặt. Vâng, tôi đã biết. Đã ra tòa thì nhất định phải thắng. Giáo sư Lương, là cô sao? Tôi vừa hẹn vài người bạn đi uống rượu, cùng đi đi. Tôi nghĩ là không tiện lắm đâu. Vậy không còn cách nào khác, chúng ta vừa đi vừa nói. Tôi đã xem báo cáo bệnh viện cô đã gửi đến. Cô định làm thế nào đi? Họ đề nghị hòa giải trước khi ra tòa, cô đồng ý sao? Đúng. Đối với thân chủ của tôi mà nói, hòa giải là cách có lợi nhất cho họ. Những vụ án thế này ra tòa thường xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, không có lợi đâu. Nhưng rõ ràng bệnh nhân bị bác sĩ hại chết, như vậy là có ý đồ mưu sát mà. Anh nói gì? Khi đó rõ ràng anh ta không nên dùng loại thuốc gây mê đó. Anh ta làm như vậy không khác gì giết người. Nhưng bác sĩ chủ trị cuộc phẫu thuật là người vô cùng có danh tiếng trong giới dược học mà. Quan tòa sẽ tin lời giải thích của anh ta. Tôi biết. Tôi đã đọc bản báo cáo cô đưa cho rồi. Tôi có thể đứng trên bục giảng chia sẻ những kinh nghiệm y học với hàng nghìn bác sĩ trong tương lai. Lẽ nào ý kiến của tôi không có sức thuyết phục sao? Tôi không có ý này. Nhưng mà rốt cuộc cô đứng phía nào vậy? Tôi chỉ không hy vọng trong giới y học có thêm một tên bại hoại như thế này. Có lẽ là cô không biết, ngoài dạy gây mê ra, tôi còn dạy cả y đức nữa. Tôi không chỉ đơn thuần dạy họ làm bác sĩ thế nào, mà còn dạy họ làm bác sĩ tốt thế nào kìa. Giáo sư Lương, vì vụ án này còn chưa chính thức mở phiên tòa, tôi hy vọng anh đừng để lộ hoặc thảo luận chuyện này với bất kỳ ai. Cậy miệng tôi cũng không nói đâu. Vậy chúng ta hẹn tuần sau cùng gặp mặt. Được. Tuần sau học sinh của tôi có cuộc thi. Tôi nhất định sẽ có mặt ở đó trước 5 giờ. Cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Được. Có cần tôi đưa cô một đoạn không? Không cần. Giáo sư Lương, anh dám đứng ra làm chứng anh công sợ bị những bác sĩ khác bài xích sao? Vì chính nghĩa, không phải cô cũng thế sao? La Béo, một cô gái tốt. Bệnh viện chúng tôi đã thành lập được 150 năm.
và có được thành tích hôm nay là nhờ có sự cố gắng và ủng hộ của tất cả mọi người. Tôi tin rằng mỗi một bác sĩ đều hy vọng bệnh nhân của mình có thể vui vẻ, khỏe mạnh rời khỏi bệnh viện. Tôi cũng cảm thấy rất là đau lòng vì chuyện không may của lần này. Nhưng mà dù tòa phán quyết như thế nào hoặc là có kết luận gì, thì cô gái ấy vẫn cứ nằm đó, vẫn không nghe, không thấy cái gì cả. Cho dù chúng tôi có làm gì cũng không giúp được cô ấy nữa. Ngoài ra, bệnh viện chúng tôi mỗi năm đều nhận được rất nhiều tiền quyên góp từ bên ngoài, thêm vào sự ủng hộ của rất nhiều người mới có thể kiên trì đến giờ. Tôi tin hai người hiểu. Nếu như chuyện này công bố rộng rãi ra bên ngoài sẽ có hậu quả thế nào? Có lẽ sẽ khiến cho rất nhiều người mất cơ hội nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Cho nên, tôi rất hy vọng chuyện này có thể, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Chúng tôi đã chuẩn bị xong tiền bồi thường. Chúng tôi biết những bù đắp này cũng không bù đắp nổi, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức để bồi thường. Trời ơi, 5 triệu. Đúng là có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Cô cho rằng 5 triệu này đã đủ bồi thường rồi sao? Đây là kiến nghị mà công ty bảo hiểm đưa cho chúng tôi. Cơ bản là tôi cũng thấy hợp lý. Hợp lý, cũng đúng. Ít nhất người nhà, người bị hại không cần lo lắng tiền thuốc men nữa. Chúng tôi có thể lấy được phí luật sư ngay. Nhưng mà tôi cảm thấy chuyện này không phải là chuyện chúng tôi có thể đơn phương quyết định. Cần phải có sự đồng ý của người nhà bệnh nhân. Đồng thời tôi và các đồng nghiệp khác cũng cần cân nhắc. Không sai, nhưng dù có làm thế nào ta cũng không thể giúp được cô ấy. Mục đích chúng ta đến đây hôm nay không phải là vì tấm chi phiếu này sao? Nếu chúng ta nhận tấm chi phiếu này, vậy thì tất cả mọi người đều có được thứ mà mình muốn là một cách vẹn toàn cho tất cả các bên. Nhưng trước khi chúng tôi đến đây, tôi đã đi gặp cô gái đó, cảm thấy rất đáng thương. Tôi không thể nhận chi phiếu này. Tuy rằng đây là cách vẹn toàn cho nhiều bên, nhưng cần phải có người gánh vác trách nhiệm chứ. Cô nhìn thấy đấy. Cô gái đó phải nằm như thế suốt nửa đời còn lại. Tuy rằng hiện giờ chúng ta có tiền chăm sóc cho cô ấy, nhưng mà nên có người đứng ra nhận sai lầm. Nói một câu xin lỗi, cô bé giao tính mạng mình cho bác sĩ giờ xảy ra chuyện. Vậy mà chúng ta ở đây nói chuyện tiền bạc, mà không thảo luận xem làm sao tránh được những chuyện tương tự thế này trong tương lai. Nếu là như vậy, tôi cảm thấy rất thất bại, vô sĩ và đáng xấu hổ. Nếu vậy thì chúng ta đừng nói chuyện pháp luật, chỉ nói chuyện làm ăn thôi. Cầm lấy đi, cầm về đi. Được, nếu thế tôi cũng chả còn cách nào khác. Cầm về đi, vâng. Buông tay. Này, 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 thế nào rồi? Mau đi thôi, còn nhiều chuyện phải làm lắm. Cô làm sao vậy? Đâu phải tôi muốn được chia nhiều đâu. Sao phải bí mật như vậy? Nói ra nghe xem nào, bồi thường bao nhiêu? Này, hai người nói chuyện thế nào rồi? Còn hỏi ông chủ của cậu đi. Người ta không chịu bồi thường hả? Có nhầm không vậy? Nhất định là do thái độ của hai người không tốt. Không được, nhân duyên của tôi tốt hơn, để tôi thử. Này, PK, họ đã chuẩn bị bồi thường 5 triệu rồi. Cô đừng nói cho tôi biết cô tự cho mình là thông minh, tự cho mình là đúng, giảm giá cho người ta đó. Thế thì tốt quá rồi. Vậy thì cô bé có thể vào ở bệnh viện tốt hơn một chút. Hơn nữa, ba chị em họ cũng có thể giảm gánh nặng. Quan trọng nhất là họ sẽ không suốt ngày đến làm phiền Nhu Nhu nữa. Vậy thì tôi có thể dẫn cô ấy đi dạo rồi. Nhưng mà chúng ta không nhận hòa giải. Đợi đã, nói lại nghe coi. Vốn dĩ chuyện này tôi không dám tự mình quyết, vì tôi biết La Béo rất cần món tiền này. Nhưng mà đến anh ấy cũng không thể chấp nhận tôi tán thành chuyện đó. Mấy ngày nữa có thể sắp xếp mở phiên tòa. Ủa, có nhầm không vậy? Cô điên rồi hả? Anh điên rồi hả? Anh đấy, anh phải trông chừng cô ấy chứ. Cô ấy điên anh cũng điên luôn. Anh đã suy nghĩ đến người ta phải làm sao chưa? Đây là chuyện cả đời. Hai người không bị làm sao đấy chứ. Quả thật bác sĩ đó đã làm sai. Làm sai thì phải gánh vác trách nhiệm. Bọn họ muốn dùng tiền để chúng ta che giấu sự thật. Cho dù anh ta nhận sai hàng nghìn hàng vạn lần, thậm chí mất hết danh tiếng treo cổ tự sát thì làm sao? Thực tế là đâu có tác dụng gì đâu. Họ muốn che giấu thì cứ để cho họ che. Tôi cũng muốn có người đến mua chuộc tôi đấy, có được không hả? PK, nghe tôi nói đi.
Thật ra anh La Béo rất cần chỗ tiền phí luật sư đó, như vậy con gái anh ấy có thể đến đây nghỉ hè. Anh ấy mong chờ chuyện này rất lâu rồi. Anh ấy đã nhận lời đưa con gái đến công viên Hải Dương đi thuyền hải tặc. Mỗi tối có thể kể chuyện dỗ con gái đi ngủ. Mỗi sáng khi tỉnh dậy có thể nghe tiếng con gái cười. Đã 3 năm rồi anh chưa được gặp con gái đó. Còn kéo dài nữa, con gái anh ấy sẽ không nhận ra ba của mình. Nhưng mà dù vậy La Béo cũng vẫn có thể bỏ được, tại sao chứ? Vì cảm thấy cô bé kia quá thê thảm rồi. Nếu chúng ta cũng không giúp cô ấy đòi lại công bằng, vĩnh viễn sẽ không ai biết được sự thật đâu. Muốn mọi chuyện được sáng tỏ. Anh đang làm cái gì vậy hả? Làm cái gì? Tôi đang trút giận đó, mặc kệ tôi đi. Được, anh chỉ trút giận tôi đúng không? Đừng có phát điên đó. PK, vậy anh có giúp chúng tôi không đây? Chúng tôi thực sự rất cần anh giúp. Này, La Béo à, tôi phục anh thật đó. Tôi cảm thấy tôi phải trả giá quá lớn rồi. Này, còn không mau đi sao? Có 5 triệu cũng không cần, còn không mau về làm việc. Đến tiền điện còn không trả được bây giờ. Làm việc, kiếm tiền đi. Cô à, cô muốn uống gì? Trà chanh đá, cảm ơn. Trà chanh đá, cô à, thêm một cái bánh trứng đi. Bánh trứng nơi này rất nổi tiếng. Vậy sao? Vậy thì thêm một phần bánh trứng. Được, một cái bánh trứng nha. Cô à, trà chanh đá đi, cảm ơn. Thật ngại quá. Hai cái bánh trứng cuối cùng bị ông Béo bên kia gọi hết mất tiêu rồi. Hai cái bánh trứng. Này, La Béo, một người ăn hết hai cái bánh trứng nhiều đạm lắm đó. Mời cô đem một cái đi kìa. Không sao đâu, tôi gọi cái khác là được. Không cần gọi cái khác. Tôi nói ông ấy không sao là thật đấy, ngày nào ông ấy cũng đến. Cô sợ ông ấy không có ăn sao? Cô đừng nhìn ông ta như vậy. Thật ra con người ông ấy rất tốt. Này, La Béo, có chút phong độ lên được không hả? Mau cầm qua đi. Sao hả? Không có gan cầm hai cái bánh trứng qua bên kia sao? Cầm hai cái bánh trứng qua đó thì cần gan làm cái gì? Vậy cầm qua đi. Cô muốn bánh trứng đúng không? Cho cô nè. Tôi ăn một cái là đủ rồi. Rau dài, cho mượn cái đĩa. Không có đĩa. Không phải chứ, đến cái đĩa cũng không có. Có phải qua loa quá rồi không hả? Có lẽ bởi vì anh nên mới không có đó. Đừng căng thẳng, anh ngồi cùng đi. Có khách đổi bàn rồi. Từ từ nói chuyện nha. Tìm việc làm sao? Đúng. Gần đây thị trường ảm đạm, lại có nhiều người mới, đúng là rất khó tìm việc. Đúng thế. Không biết khi nào tình hình kinh tế mới tốt lên được đây. Đúng thế. Xin lỗi, chân của anh nè. Cô ở gần đây sao? Thường xuyên đến đây ăn à? Thỉnh thoảng thôi. Tôi làm việc ở tòa nhà luật sư. Tôi biết vụ kiện mà anh tham gia có tiếng vang rất lớn. Trước đây tôi cũng làm việc ở tòa nhà luật sư. Vậy sao? Đúng thế. Hóa ra là người trong ngành. Tránh một chút đi. Được. Này này bà thím, bà đã lau nơi này mấy lần rồi? Từ trước đến nay tôi lau sàn rất tỉ mỉ, kể tôi đi. Này, nói lâu như thế cũng không thấy hỏi người ta tên gì. Mau hỏi đi chứ. Tập trung lau sàn đi, đừng quản chuyện lung tung. Tôi lau sàn bằng tay, chứ không phải bằng tay. Tôi đâu phải người điếc, không nghe thì không nghe. Đúng rồi, cô tên gì vậy? Tôi tên là Lý An Nhi, Annie. Tôi họ La, tên La Hữu Đại. Cô có thể gọi tôi là Mập hoặc là La Béo. Bọn họ đều gọi tôi như thế. Tiếp theo không có ai nhắc nhở anh phải nói gì nữa đúng không? Tôi nghĩ không sao cả, tôi là sư gia, tôi biết nên nói gì mà. Báo cáo, hai người họ đã bắt đầu giới thiệu bản thân rồi, thành công rồi. Ông chủ, khi nào mang bánh trứng ra ngoài? Mau cất đi. Nếu như có thể có khẩu cung của những người tham gia phẫu thuật, hơn nữa còn có lợi cho chúng ta, vậy thì dễ rồi. Vô, chuẩn bị xong khẩu cung chưa? Vô đâu? Cô ấy đang giúp đỡ bên Marco. Bận đến mức không có thời gian nói chuyện với tôi. Còn chưa được ăn cơm nữa kìa. Không sao, tôi biết La Béo để đâu. Đừng lãng phí thời gian nữa. Họ nhất định sẽ tìm một đống lớn lý do để phản bác lại thôi. Cô nghĩ quan tòa sẽ tin ai? Còn nữa, người trong bệnh viện nhất định sẽ nghiêng về phía bác sĩ. Cô nói xem phải làm sao. Vậy chúng ta sẽ phải bắt đầu từ khẩu cung của nhân chứng đầu tiên. Sao? Vẫn đang chiến tranh lạnh hả? Là đang cãi nhau à? Đây, tôi giới thiệu mọi người, đây là luật sư Lâm. Chào cô luật sư Lâm, tôi là Lý An Nhi. Chào cô, tôi là Lâm Thiên Ân.
Gọi tôi anh đi được rồi. Không nói thì thôi, vừa nói đã khiến người ta kinh ngạc. Anh giỏi lắm. Cậu không nói không ai nghĩ cậu câm đâu. Thiên Ân à, giờ Jojo bận như vậy, chúng ta không có đủ người xử lý vụ kiện lần này. Anh ấy từng làm việc ở tòa nhà luật sư, cô ấy có thể giúp chúng ta. Nhưng mà dự toán của chúng ta có hạn lắm. Không có gì, cô ấy chỉ muốn đến học hỏi thôi. Chỉ lấy chút tiền đi lại là được. Vâng, tôi có để ý đến vụ án mưu sát cô đã thắng lần trước. Rất bội phục trí thông minh. Vừa rồi nói chuyện với La Béo, dù sao hiện giờ tôi cũng không có việc gì làm, không muốn ở nhà mãi nên nhờ anh ấy đưa tôi đến gặp cô. Tôi không biết có được không, tôi chỉ muốn học hỏi một chút. Đừng nói thế, người có kinh nghiệm như cô có lẽ còn có thể chỉ bảo được cho tôi đó. Chỉ là hy vọng cô đừng để ý tiền lương. Không sao. Vậy tốt quá rồi, một lời đã định. Chào cô, tôi tên là Hồ Diệu Uy. Mọi người gọi tôi là PK, chào PK, chào cô. Nắm tay người ta lâu thế, mau buông ra đi chứ. Cái gì chứ, đây là phép lịch sự. Cậu rất lịch sự nhỉ. Xin lỗi. Alo. Ừ, đến rồi. Được rồi. Tôi nghĩ chắc mọi người đói lắm rồi. Kính thưa các quý ông, quý bà. Món ăn đắt tiền đã sắp được gọi đến rồi đây. Mời xuất hiện. Có cần khoa trương như thế không? Hay lắm, xem như là ngày chào mừng. Ngày anh đi đến đây, nào bắt đầu. Tôi lấy ghế cho cô. Có nhiều lựa chọn thế này, nhất định trong đó có món Jojo thích đúng không? Lại là vì Jojo, đúng là phục anh. Hôm nay ở đây náo nhiệt như vậy sao? Chị Yến, chị đến rồi à? Xem ra hôm nay chị có lọc ăn rồi. Đừng nói vậy, lần trước luật sư Lâm có nhắc đến với tôi là gần đây cô ấy có một vụ kiện. Tôi hiểu tính tình cô ấy, nhất định là bận đến quên ăn cơm. Đúng lúc tôi đi qua thấy đèn văn phòng mọi người còn sáng. Tôi sợ cô ấy làm việc quên ăn cơm, mới mang chút đồ ăn đến cho cô ấy ăn đó. Thật kỳ lạ, vì sao cô thích đến văn phòng của chúng tôi như vậy? Anh có biết luật sư Lâm là người tốt không hả? Chỉ cần có thời gian là sẽ đi thăm tôi. Tôi nên có chút báo đáp chứ. Đúng thế, cô chỉ cần báo đáp cô ấy, không cần báo chúng tôi. Nhiều đồ ăn vậy sao? Này, đến giờ cơm rồi, Jojo có thể đi ăn cơm được chưa? Marco. Cô làm tôi sợ chết khiếp. Sao lại ở đây hết? Chúng tôi vẫn luôn ở đây mà. Không phải chứ, thật, bỏ đi. Giờ tôi có một vụ án mưu sát cần xử lý. Vụ này rất khó. Bên họ có rất nhiều nhân chứng, rất bất lợi cho chúng tôi, quả thật rất khó. Tôi, Marco, thả lỏng một chút, đừng căng thẳng như thế. Đói chưa? Cùng ăn nào, đói thật đó. Nhiều đồ ăn vậy sao? Này, Jojo có thể ra đây ăn được chưa? Này, đừng gọi cô ấy ra. Đang rất bận sắp xếp tài liệu cho tôi, rất gấp, đừng gọi. Tôi cầm đồ ăn giờ là được, tùy anh. Nhiều đồ ăn thế này, nào, qua đây, cùng ăn đi. Khóm trạng 1, khóm trạng 2, vì sao lại không thống nhất? Khóm trạng kép không thể thành lập. Thiên Ân, cô xem giúp tôi đi, chỗ này không có đồng nhất, hình như là có vấn đề. Đâu có gì đâu, bỏ đi, tôi tự làm. Giờ tôi mới biết thế nào là ăn mà không biết vị. Hình như cậu ấy hơi bất thường. Không phải hơi mà là rất bất thường. Chết rồi, vậy Jojo không phải nguy hiểm lắm sao? Luật sư Lâm, cô... Không lẽ cô cũng bất thường như cậu ấy sao? Anh ấy tập trung quá thôi. Đừng bao giờ tập trung quá như vậy nhé. Đừng nhé. Yên tâm đi. Đúng rồi. Tôi bảo chị đăng ký khóa học, chị đăng ký chưa? Đăng ký rồi, đang làm đi. Suốt ngày nói đăng ký rồi, có phải thật không vậy? Thật, tôi đăng ký rồi đó. Không được, mấy hôm nữa có thời gian tôi đi đăng ký cùng chị. Đây là tài liệu khóa đào tạo của chúng tôi. Hai người ngồi đây chọn. Chọn xong ra quầy lễ tân báo cho tôi là được. Cảm ơn cô. Mau xem đi. Trang trí gỗ. Đường ống nước, lắp đặt đường ống nước điều hòa. Chẳng có cái nào hợp với tôi cả. Bị sao chứ hả? Đến cả xây gạch cũng phải học sao? Này, tôi nói cho cô biết, khi tôi còn nhỏ, trong nhà có một viên gạch lớn như thế này, rơi từ trên cao xuống đập vào ngón chân của tôi. Tôi bị đau cả một tuần luôn đó. Bây giờ tôi không thể nghe hay nhắc đến hai chữ viên gạch, vừa nhắc đến đã sợ hãi và chóng mặt rồi. Này, tôi không bảo chị học những cái này. Học máy tính đi, máy tính rất tốt. Tôi biết mà. Tôi biết dùng máy tính, giờ công ty của tôi toàn bộ máy tính hóa hết luôn đó. Tính tiền, thanh toán, toàn bộ đều dùng máy tính. Tôi còn biết ICQ, BBQ, tôi đều biết hết đó. Đây đều là những thứ cơ bản tôi đều biết rồi, không cần học nữa. Học cách chăm sóc người già đi.
Tôi đã già như vậy rồi hả? Cô học còn được. Chị Yến à, chị không chọn, tôi chọn giúp chị đây. Ngồi xuống đi. Tôi biết, muốn chị thay đổi trong thời gian ngắn là rất khó. Chúng ta bắt đầu từ chuyện chị quen thuộc nhất đi. Bình thường chị làm thì thường làm những gì? Toàn là uống rượu và nói chuyện với khách thôi. Đi khách sạn, tôi quen thuộc nhất. Ở đây có quản lý khách sạn và tạp vụ khách sạn nè. Chọn cái này đi. Tôi thường xuyên đi khách sạn, nhưng tôi không biết thu dọn phòng. Thì cho nên mình mới học. Đi thôi. Nhưng mà cô biết không, tôi có một người chị em đang gặp khó khăn. Tôi đưa hết tiền cho cô ấy mượn rồi, giờ không có tiền nộp học phí. Tôi nộp trước cho chị. Không cần, thực sự không cần. Hay là thế này đi, tôi đòi tiền sau đó tự mình đến đăng ký có được không? Chị Yến à, tôi là luật sư. Chị có nhiều lý do hơn nữa cũng không có qua mặt tôi được. Chị không muốn tôi vạch trần chứ? Vậy thì đi thôi. Nhu Nhu, cô đừng nói cho người khác biết là tôi đã đặt lén lút chỗ ăn cơm với cô nhé. Tôi không nói, cô cũng hiểu mà. Nếu như để họ biết thì rất phiền. Hơn nữa cũng rất là bất tiện. Anh có biết khó khăn lắm tôi mới tìm được Yoyo đi tìm tài liệu giúp tôi không? Hãy anh giúp tôi đi. Nếu không đừng vướng tay vướng chân nữa. Tôi giúp đỡ, không gây phiền phức cho mọi người. Đừng để tôi nhìn thấy anh quấy rối Yoyo nữa đó. Yoyo ạ. Trùng hợp vậy sao? Mai gặp. Anh nghĩ quyển sách này có thể giúp được em này. Anh cho rằng em sẽ không tìm thấy sao? Đây là quyển sách sống còn trong ngành y. Quá trình phẫu thuật được viết rất rõ ràng trong này. Là bác sĩ đó viết sao? Cho nên không có ai dám chỉnh anh ấy. Còn tưởng rằng anh đến giúp. Đừng thế này nữa có được không? Đừng vì chút chuyện nhỏ ảnh hưởng tình cảm của chúng ta được không? Em không thấy đó là nhỏ. Em có biết mấy ngày em không để ý đến anh đã làm gì không? Sao em biết được? Giờ anh giống thế này này, tay dài hơn mấy tấc rồi. Tha thứ cho anh nhé. Anh đã biết lỗi rồi. James, tại sao mỗi lần cãi nhau hay là mỗi lần em giận dỗi, lần nào cũng anh dỗi em trước vậy? Đây là chuyện đương nhiên. Nhưng mà anh có từng nghĩ, có lẽ là lỗi do em, hoặc có lẽ là lỗi của mọi người, đúng không? Đừng nói như vậy. Không, chúng ta nhất định phải nói rõ chuyện này. Được, được. Đây. Thật ra chúng ta làm như vậy chỉ là vì muốn đối phương tốt hơn, có đúng không? Nếu đúng như vậy thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi đó. Em biết chuyện này không liên quan đến anh, nhưng mà em không có cách nào chấp nhận được. Anh biết lần này do anh không đúng. Anh không nên vì cái nhìn của người khác mà không giúp em. Nhưng mà anh đồng ý với em từ sau sẽ không như vậy nữa. Đứng ở lập trường của anh là không sai. James, anh đừng ép chính mình phải chịu ý em nữa. Đây là chuyện đương nhiên, anh là bạn trai em mà. Này, hai người mau cho tôi mượn 300 đồng đi. Làm sao vậy? Làm phiền hai người sao? Không. Anh thật là, sao đến 300 đồng cũng không có? Giờ không thịnh hành đi đâu cũng mang thẻ, gần đây cũng không có ATM. Nhanh cho tôi mượn 300 đồng, đến cho thư viện mới có thể đi được, nè.
298 đồng còn thừa không cần trả lại. Như Như à, đợi tôi, đừng đi mà, Như Như. Anh cho em thêm thời gian đi, để em suy nghĩ kỹ lại mối quan hệ của chúng ta. Hoặc đợi em xong vụ kiện này rồi em đến tìm anh sau. Em rất muốn tập trung vào công việc của mình. Tôi cho rằng chỉ có tôi chưa ra đâu vào đâu, sao cậu cũng đần người ra thế? Tôi cũng không biết nữa. Khi nào thì nên có lập trường, khi nào thì không nên. Thông thường chúng ta không biết vì sao bạn gái mình lại giận đâu. Đúng. Không được, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô ấy. Nếu tôi mà không nói, cô ấy càng tức giận. Xảy ra chuyện gì rồi? Có nói anh cũng không hiểu đâu. Nam tử hán đại trượng phu, đừng có lề mề, mau nói xem. Ông nội tôi muốn tôi đi xem mắt. Xem mắt? Giờ vẫn còn chuyện này tồn tại sao? Tôi cũng không tin nổi. Tôi cảm thấy hình như chúng ta bỏ sót điều gì. Khẩu cung của tất cả mọi người đều như nhau, không có nơi nào bất lợi, ngoài một người, chính là cô ấy. Cô ấy tên Trương Ứng Hoa, điều dưỡng tham gia ca phẫu thuật, người duy nhất không chịu nói gì, cũng không chịu ra tòa làm chứng, nói không sai. Cho nên cô ấy rất quan trọng. Nếu cô ấy ra tòa thì giúp ích được gì cho chúng ta thế? Có lẽ có một số chuyện chúng ta không biết. Vậy nếu như người này còn làm việc ở trong bệnh viện, muốn tìm thấy người không khó. Điều khó nhất là cô ấy chịu ra tòa sao? Nếu như cô ấy chịu nói ra thì đã không từ chối rồi. Còn nữa, bệnh viện nhất định sẽ không cho chúng ta tiếp cận cô ấy đâu. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách tìm được chỗ ở hiện giờ của cô ấy. Dù là gì thì cũng phải thử. Tôi nghĩ điều dưỡng này nhất định có vấn đề, nhất định phải nói chuyện được với cổ. Được rồi, có kết luận rồi. Ngày mai chúng ta sẽ nghĩ cách để có được địa chỉ. Đến lúc nghỉ ngơi rồi đó, về nhà muộn quá sẽ rất là nguy hiểm. Đây không phải là đúng ý cậu sao? Không phải cậu thích được tắm dưới ánh trăng càng sáng càng tốt sao? Tôi không vì bản thân, tôi là vì Nhu Nhu của tôi. Ai là Nhu Nhu của anh vậy? Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tan làm thôi. Cô còn không đi sao? Định coi văn phòng là nhà hả? Tôi muốn nghiên cứu thêm chút. Tôi ở lại với chị. Người xưa nói, người đông dễ làm việc, tôi cũng ở lại. Không cần đâu, chúng tôi đi đây. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, chúng tôi đi đây, tạm biệt, tạm biệt. Chị thảo luận với PK trước đi, tôi vào trong tải tài liệu đây. Nhu Nhu. Nhu Nhu à. Nè, anh không cần phải thế này chứ, đợi thêm lát nữa tôi bảo cô ấy đi về, vậy là anh có thể ở bên cạnh cô ấy rồi. Người bạn như cô đúng là hiểu biết lòng người. Anh nói vậy là ý gì? Không có gì. Ý tôi là cô đối với bạn trai mình không có quan tâm và tỉ mỉ như thế này chút nào. Anh có biết tôi rất thông cảm cho bạn trai của mình rồi không hả? Còn nữa, không cần phải đối xử quá tốt với đàn ông đâu. Đúng, không thể phủ nhận rằng hiện giờ cậu ấy một lòng một dạ với cô. Nếu như cô gặp phải đối thủ cạnh tranh. Cạnh tranh cái gì? Rốt cuộc anh muốn nói gì? Tôi nghe nói ông nội cậu ấy muốn cậu ấy đi xem mắt. Vì sao anh ấy chưa nhắc đến chuyện này với tôi? Cô phải để người ta có cơ hội mở miệng mới được chứ. Vậy cũng đúng. Chỉ thế thôi sao? Vậy thôi. Anh có thể đi gọi Yoyo về rồi. Thật sao? Cô định đi tìm James để cãi nhau hả? Tôi không nhàm chán như thế. Cô cũng thế, đừng ở lại muộn quá. Biết rồi, nguy hiểm lắm đó. Biết rồi, tôi đi đây. Được rồi, tạm biệt. Yoyo, ông trời có tình có nghĩa. Đến đây, để chiếc xe máy này đưa cô về nhà một đoạn. Cho dù cô không thích tôi thì cũng nên cho tôi thêm điểm về tạo hình này chứ. Xin lỗi, tôi ghét nhất là đi xe máy và người lái xe máy. Còn có câu tiễn cô một đoạn của anh nữa, tôi nghe xong cảm thấy rất không thoải mái. Nhu Nhu, cô không đi xe với tôi thật sao? Cô à đến rồi. Cô à đến rồi. Cảm ơn, 25 đồng rưỡi. Sao lại nhiều như thế? Bình thường đâu có nhiều vậy. Cô nhìn đồng hồ coi, đồng hồ hiển thị như vậy mà. Có phải anh tác động vô không hả? Cô à, oan uổng quá. Nhất định anh thấy tôi ngủ say, cố đi đường vòng để mà lừa thêm tiền của tôi đó. Tóm lại bình thường tôi đi bao nhiêu giờ tôi đưa bấy nhiêu thôi. Cô à, cô đừng làm vậy có được không hả? Đây, đây,
Cô, cô đừng đi chứ. Này, anh làm gì vậy? Buông tay ra. Đi xe không trả tiền à? Buông tay ra. Này, 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 làm gì vậy? Có chuyện gì? Anh mau buông tay cô ấy ra. Đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy đi xe không trả tiền. Anh đi đường vòng. Tôi có thể làm chứng anh có đi đường vòng. Làm sao còn biết được? Bắt đầu từ lúc cô ấy lên xe, tôi vẫn luôn đi theo bảo vệ cô ấy đến tận bây giờ. Tôi là luật sư PKU. Tôi có thể đến sở cảnh sát làm chứng. Anh là luật sư, tôi là bác sĩ đấy. Anh muốn dọa tôi sao? Thế nào? Chưa nhìn thấy luật sư bao giờ sao? Anh giỏi. Bác sĩ? Đây là phòng khám di động của anh hả? Làm bác sĩ cũng phải có y đức chứ, đúng không Jojo? Sao lại đi theo tôi vậy? Cô nói gì? Sao anh lại đi theo tôi? Tôi sợ cô xảy ra chuyện. Tôi thì có chuyện gì? Không phải giờ đã xảy ra rồi sao? Cùng lắm thì trả hơn 10 mấy đồng. Không thích bị người ta theo sau sao? Không đánh tự khai rồi nha. Có lẽ sẽ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì sao? Chuyện gì chứ? Nói ra coi. Nếu mà nói ra được thì đâu phải là chuyện ngoài ý muốn. Thần kinh hả? Jojo, tôi đâu có thần kinh đâu. Tạm biệt, có chuyện gì gọi tôi nha. Cẩn thận một chút. Tạm biệt. Marco. Marco. Marco nghe đây. Marco. Giật cả mình. Cô đợi tôi lát, tôi có ý tưởng này suýt nữa bị cô dọa sợ chạy mất rồi. Thế này thì có trộm lẻn vào lấy hết đồ anh cũng không biết. Ăn đêm không? Hả? Muốn ăn đêm không hả? Ăn đêm? Tôi có. Anh có. Trời. Chỗ đồ ăn này là mấy ngày trước rồi hả? Tôi quên mất rồi. Marco. Cảm ơn anh đã để Jojo qua tìm tài liệu giúp tôi. Hại anh bận đến tận bây giờ. Đồ ngốc, chỉ là chuyện nhỏ thôi à. Đang bận gì đó? Phiền phức lắm. Án mưu sát đấy, đau đầu lắm. Là vụ lần trước anh nhắc hả? Đúng rồi. Ngày mai mở tòa rồi. Anh muốn đi đâu? Tôi đi tìm bác sĩ hỏi rõ. Có một số chuyện họ biết rõ hơn. Hơn 11 giờ rồi, bệnh viện không có giờ nghỉ đâu đồ ngốc. Tôi bị ông hại thảm rồi. Sao đổ lỗi cho tôi? Đá bóng có thắng có thua. Đừng lớn tiếng như vậy. 12 giờ rồi, cẩn thận người ta khiếu nại. Xin lỗi xin lỗi. Có đồ ăn rồi nè. Đúng thế. Trời ơi, phong phú quá. Còn có thịt ngỗng nướng sao? Ngỗng nướng đi. Còn có cả nước hạch đào nữa. Lát nữa tôi mang ra cho mọi người. Được được được. Cô đúng là tâm can bảo bối của chúng tôi. Ông quấy rối phụ nữ tử tế. Tôi có thể gọi cảnh sát bắt ông đó. Đúng thế. Là quấy rối phụ nữ nhà họ La. Đừng ăn nói lung tung. Cô đừng để ý họ nha. Chơi với những người trình độ thấp chính là thế này. Tôi đã nói với ông là Manchester United sẽ thắng rồi. Lần nào ông cũng nói vuốt luôn. Tôi thấy MU giỏi hơn lâu rồi. Họ xếp thứ hai trong bảng. Chỉ còn thiếu 2 điểm cho một trận, nhất định họ sẽ dốc toàn lực. Tôi nghĩ nửa trận đầu họ sẽ phòng thủ. Hiệp thứ hai sẽ để cho Sukika ra thi đấu, tăng cường tấn công để giành chiến thắng. Đúng lắm, tôi tán thành. Này, anh làm gì? Uống nữa hả? Cốc thứ 3 rồi. Tôi biết, vừa rồi tôi uống 3 cốc của ngày hôm qua. Giờ đã hơn 12 giờ rồi, tôi uống 3 cốc của ngày hôm nay. Được rồi, không cần nói nhiều như thế. Tôi đi rửa bát đây, mọi người cứ ăn đi. Này này này, chính sách bánh trứng của tôi được chứ? La béo à, chúng tôi giúp ông như thế. Nếu như cuộc thua trận này coi như hòa, tôi đối xử với mấy người chưa đủ hết lòng hết dạ sao? Vì mấy người mà mỗi năm tôi còn tốn mấy trăm nghìn liền xem như tôi đang đuổi. Vậy tôi không khách sáo nữa. Này, mục tiêu vẫn chưa xuất hiện. Cô chú, vậy cô gái đó có xinh không? Xin chào, tôi thấy cũng bình thường thôi à. Họ đang nói gì? Tôi ngồi xa thế này sao mà nghe được? Anh bảo phục vụ lén lút để điện thoại của anh lên trên bàn của James. Như vậy có thể nghe được họ nói gì rồi. Làm phiền chút. Phiền cậu cầm cái điện thoại này của tôi, nhưng lúc họ không để ý để trên bàn của họ. Vậy không tốt lắm đâu. Sao mà không tốt?
Không sao đâu. Cảm ơn. Thật ra tuần trước khi tôi đi công tác ở Singapore đã gặp ông nội Khâu. Ông ấy bảo tôi lần này nhất định sẽ phải đến gặp anh đó. Tôi nghĩ gặp mặt làm quen cũng không vấn đề gì. Đúng. Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với ông. Ông dặn dò tôi rất kỹ. Nói nếu tôi không gặp cô thì đó là tổn thất của tôi. Sau khi gặp mặt tôi thấy ông nói đúng rồi. Anh quá khen rồi. Nhưng mà phải nói rằng tôi tin hai chúng ta đều là người tốt nghiệp đại học rồi đi làm. Ai mà không có bạn trai bạn gái rồi chứ. Tôi không sợ nói thẳng cho cô biết tôi đã có bạn gái rồi. Hơn nữa còn đang làm luật sư tại Hồng Kông. Hai người quen biết nhau đúng không? Đây là lần đầu tiên gặp nhau trên tòa. Nhưng mà luật sư Lâm là người tài giỏi, ai không biết chứ? Đã từng trao đổi ý kiến vài lần. Tôi cũng học được không ít từ chỗ luật sư Thư. Giới luật rất nhỏ bé. Chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Được rồi, nói chuyện chính đi nào. Simon từng bàn điều kiện với các cô. Vì sao cô lại không đồng ý? Có vấn đề gì có thể cô nói ra được không? Xem tôi có thể giúp gì được cho cô. Tôi nghĩ với thân chủ của tôi mà nói, có thể lấy lại được công bằng trước tòa tốt hơn là lấy được tiền. Luật sư Lâm, cô phải biết này. Muốn phán quyết về một vụ án về chuyện ngoài ý muốn trong ngành y tế cần rất nhiều thủ tục phức tạp và rất nhiều thời gian, mà kết quả chưa chắc là điều cô mong muốn đâu. Đương nhiên tôi hiểu chứ. Vậy vì sao cô không thử nói chuyện với thân chủ của mình lại thử xem? Thân chủ của tôi đã không còn cách nào nói chuyện với bất kỳ ai cả. Ý tôi là vì sao cô không suy xét kỹ càng cho thân chủ của mình? Thân chủ của tôi từng nhận ý kiến của công ty bảo hiểm bồi thường 5 triệu cho bệnh nhân. Vậy cô còn muốn sao nữa? Cô làm ổn thỏa mọi chuyện, bệnh nhân nhận được tiền, thì tôi cũng có một kỳ nghỉ dài. Tuy rằng thân chủ của tôi không phản đối chuyện giao hết chuyện này cho tòa án phán quyết, nhưng mà trước khi chuyện này được tòa công bố phán quyết cuối cùng, chúng tôi cho rằng điều kiện mà hòa giải chúng tôi vừa nhắc đến vẫn sẽ có hiệu lực. Cho đến khi chúng ta bước ra khỏi căn phòng này thì thôi. Tốt, vậy thì dễ rồi. Tôi quyết định vụ kiện này phải ra tòa. Này người trẻ tuổi, cô nói thật sao? 5 triệu, không phải một con số nhỏ đâu. Làm người đừng có tham quá chứ, dĩ hòa vi quý đi. Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng thôi. 5 triệu là một cái giá rất công bằng rồi. Cách nghĩ của tôi và ông thẩm phán lại không giống nhau rồi. Tôi cho rằng công bằng không thể dùng tiền để cân đo. Khiến ma tôi trong giới thẩm phán không phải là người hữu danh vô thực. Vậy được thôi. Thời gian mở phiên tòa là thứ năm tuần sau. Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng ta gặp nhau trên tòa. Nghiêm. Xin hỏi anh phát hiện gì trên con dao này? Căn cứ theo kết quả báo cáo ADN và dấu vân tay, dao có máu của người chết Bạch Lập Phương. Đồng thời, chúng tôi cũng phát hiện dấu vân tay trên con dao thuộc về bị cáo Đỗ Thiếu Tùng. Sau khi kiểm tra vết thương chí mạng cổ họng của người chết Bạch Lập Phương rồi, so sánh với con dao này anh có kết luận gì? Dựa vào độ dài và độ sâu của vết thương đều rất trùng khớp với con dao này. Cảm ơn anh sếp Lương. Phiền anh trần thuật lại hôm đó làm sao phát hiện người chết và toàn bộ quá trình truy bắt bị cáo. 3 giờ sáng ngày 28 tháng 2 1998 có người phát hiện hiện trường vụ án, cũng chính là tòa nhà Đào Quế Uyên Hải. Phát hiện người chết Bạch Lập Phương khắp người toàn máu, nằm sấp ở cầu thang từ tầng 8 lên tầng 9. Khi cảnh sát đến hiện trường, Bạch Lập Phương đã ngừng thở. Chúng tôi điều tra camera ở cửa của tòa nhà, phán đoán trong khoảng thời gian người chết bị hại chỉ có bị cáo ra vào tòa nhà này thôi. Cho nên chúng tôi đến nhà bị cáo, hy vọng bị cáo phối hợp điều tra. Kết quả điều tra là gì? Bị cáo nhận mình là người đã giết Bạch Lập Phương, hơn nữa còn không thấy hối hận. Tôi muốn hỏi anh phát hiện hung khí ở đâu thế? Căn cứ theo khẩu cung của bị cáo, chúng tôi xin lệnh khám xét từ tòa án, phát hiện hung khí trong tủ chứa đồ cá nhân ở câu lạc bộ của bị cáo. Anh hãy nhìn cho rõ, có phải con dao trên tay tôi đây không? Đúng, đúng là con dao đó. Cảm ơn. Thưa quan tòa, tôi không còn câu hỏi nào khác. Bộ luật sư biện hộ hỏi nhân chứng. Sếp Lương, xin hỏi khi nào thì cảnh sát đến bắt thân chủ của tôi? Ngày 28 tháng 2 năm 1998, cũng chính là 2 giờ chiều ngày xảy ra vụ án. Anh làm việc trong sở cảnh sát rất nhiều năm rồi đúng không? Đúng. Tôi muốn hỏi anh, trước khi thân chủ của tôi
Khai khẩu cung có lẽ không quên đọc lời cảnh báo của cảnh sát không? Đương nhiên có. Người trong cuộc cảnh sát đều có thể làm chứng cho tôi. Khi đó thân chủ của tôi có người giám hộ bên cạnh không? Không có. Sếp Lương, tôi nghĩ chắc anh nếu biết như nghi phạm chưa đủ 18 tuổi, khi đọc lời cảnh báo phải có người giám hộ bên cạnh thì mới có thể có hiệu lực chứ. Khi đó khẩu cung mới có hiệu lực. Ngày đó tôi có nhìn thấy chứng minh của bị cáo vừa đủ 18 tuổi mà. Anh nhìn thấy cái này đúng không? Đúng thế. Nhưng mà ngày sinh trên này ghi rõ là 29 tháng 2, 1980. Nhưng năm nay không có ngày 29. Thưa quan tòa, năm 1995 Ngân hàng Tín thác Việt Nam và Công ty Xây dựng Đại Dục tranh chấp về hợp đồng 300 triệu. Còn nửa năm 1997, Lý Á Phượng vướng vào một vụ kiện quá hạn visa. Họ đã phán ngày 29 tháng 2 mà 4 năm mới có một lần. Quyết định chuyển thành ngày 1 tháng 3. Nghĩa là về mặt pháp luật, thân chủ của tôi vào tháng 2 không có ngày 29 của năm nay. Phải đến ngày 1 tháng 3 năm 1998 mới đủ 18 tuổi. Chứ không phải là ngày 28 tháng 2, như sếp Lương vừa nói đây. Tôi hy vọng mọi người có thể hiểu một điều. Ngày sinh nói lên rằng chúng ta sinh ra vào ngày tháng nào. Nếu như có người đột nhiên thay đổi ngày sinh của chúng ta lớn hơn một ngày, hoặc đổi thành một ngày nào đó khác, có phải rất đáng cười không? Cho nên thân chủ của tôi bị lấy khẩu cung trong tình huống không có người giám hộ bên cạnh. Phần khẩu cung này không hợp pháp, cũng không có hiệu lực. Dựa vào khẩu cung của cậu ấy để xin lệnh khám xét và bắt giữ về mặt pháp luật là không hợp pháp, đồng nghĩa với không hiệu lực. Tất cả những vật lục soát được cũng không thể coi vật chứng trước tòa. Thưa quan tòa, tất cả những chứng cứ bên nguyên cáo đưa ra đều dựa vào những vật chứng này. Cũng được xem như là không có vật chứng. Tất cả nhân chứng, vật chứng, khẩu cung, toàn bộ đều không hợp pháp. Không có chứng cứ hợp pháp ra tòa nghĩa là con số 0. Là không. Cho nên tôi xin được khẩn cầu quan tòa hủy bỏ mọi cáo buộc với thân chủ của tôi.